Sáng nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với chức năng đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước, cùng nhu cầu học nghề gắn với việc làm của người dân, thực hiện nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu đã trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Bộ, qua đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đa cấp, đa ngành, đồng hành cùng các doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực. Năm học mới này, tổng số học sinh sinh viên của nhà trường là 1.530, trong đó giáo dục nghề nghiệp là trên 1.000 sinh viên, còn lại là giáo dục thường xuyên cấp phổ thông trung học. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, nhu cầu lao động của tỉnh sẽ tăng cao, khoảng trên 170.000 lao động, nhất là lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi. Vì thế, nhà trường cần nắm bắt nhu cầu này để duy trì mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, phối hợp đào tạo nguồn lao động theo nhu cầu thực tế. Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước, cũng như của khu vực.